Chuyện lạ khó tin nhưng lại có thật. Hai anh chàng này đang đi câu lua ở một cái hồ hoang, chèo thuyền đến chỗ này thấy địa hình đẹp quá, dễ mà có nhiều cá lóc trú ngụ nên hai anh dừng thuyền lại để câu. Cả hai để ném câu ra thì cả hai cần đều có cá táp, cả hai cùng đóng cá và cần ai cũng có một chú to chà bá đưa lên. Điều này được biết là rất hiếm khi xảy ra đối với dân câu. Cá này cá tự nhiên à. Đem thui, hai con đem thui luôn á. Đó chưa? Con này táo nguyên cây vô hồng. Bộ đồ hôm nay anh dùng vẫn là con chuột LK và cần y lua. Sau hai chú cá đó, hai anh này tiếp tục ném thêm rất nhiều đường nữa và được thêm bốn chú khác. Đúng là không uổng công chèo thuyền tìm ra những địa hình đẹp thế này. Chết! Nguyên một bầy tặng. Cúi! Chết! Qua rồi mình chết luôn. Ba em. Mấy con. Ném bom luôn.